Thánh Lorenzo Phó Tế Tự Đạo. Thánh Lorenzo là vị thánh tự đạo Roma được biết đến nhiều nhất. Từ thế kỷ thứ tư, một mình Ngài ngoài các thánh tông đồ được kính nhớ với thánh lễ vọng. Sách nghi thức Đức Giáo Hoàng Leo thế kỷ thứ sáu có không dưới 14 lễ kính Ngài. Thời Trung Cổ đã có ít là 34 thánh đường ở Roma dân kính thánh nhân. Ngài là vị thánh bổn mạng thứ ba của thành Roma. Tại sao thánh Lorenzo được tôn kính cách đặc biệt như vậy? Thật khó mà trả lời được. Nhưng nếu bản tường thuật về cuộc tử đạo của Ngài là đúng sự thật, câu trả lời ấy sẽ rõ rệt. Sau đây là tóm lược bản tường thuật ấy. Là tổng phó tế của thánh Sisto, Lorenzo gặp Đức Giáo Hoàng đang bị bắt giữ và trách Ngài đã không cho mình được chia sẻ triều thiên tử đạo với Ngài. Đức Giáo Hoàng hứa rằng trong vài ngày nữa Lorenzo sẽ được lãnh phúc tử đạo, đau đớn hơn nhiều. Ngài còn truyền cho vị tổng phó tế của mình: hãy phân phát tài sản giáo hội cho người nghèo. Khi những lời này tới tai hoàng đế De Sisto, ông truyền bắt giữ Lorenzo. Thánh nhân cải hóa được viên cai ngục Hippolito, bị điều tới trước viên tổng trấn Variano. Ngài được lệnh phải nhượng lại các tài sản của giáo hội, được dành cho 3 ngày để thâu thập của cải. Ngài đã mang tất cả tài sản phát cho kẻ nghèo. Hết hạn, Ngài dẫn họ tới trình với tổng trấn Variano như là tài sản của giáo hội. Viên tổng trấn nổi giận, buộc thánh nhân phải dâng lễ tiến các thần minh. Từ khước, thánh nhân phải chịu mọi cực hình, bị nướng trên sách nung đỏ. Trên giường chết lạ lùng này, Ngài còn chế nhạo De Sisto, người đích thân ngồi ghế tránh án rằng: một bên đã chín rồi, hãy chiên bên kia nữa mà ăn. Bản tường thuật khó tin nổi. Tác giả đã lẫn lộn hai vị hoàng đế De Sisto và Variano, khi coi ông này là tổng trấn dưới quyền ông kia. Hơn nữa, Đức Sisto không bị xử mà bị chặt đầu khi bị giam. Một cách tổng quát, người ta công nhận rằng thánh Lorenzo là một trong bảy vị phó tế của Đức Sisto và chịu tử đạo. Nhưng nếu Ngài chỉ bị chặt đầu như các bạn, thì chắc không đủ lý do để được tôn kính cách đặc biệt như vậy. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.